Xin chào quý phụ huynh và chào mừng các con học sinh đã có mặt trong buổi hướng dẫn đăng ký ôn thi toán TIMO năm 2024 vòng chung kết, và hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho tất cả chúng ta nào. Rồi, lời đầu tiên thì thầy xin gửi lời chào đến quý phụ huynh, chào đến các con học sinh và cũng gửi lời chúc mừng đến các bạn đã có kết quả thi và đã vượt qua được vòng loại. À, đây có thể nói là một cái sự cố gắng, sự nỗ lực rất tuyệt vời của các con học sinh. Và chúng ta hãy dành cho các bạn đó một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa nào. Rồi, rất tốt. Thì năm nay thầy rất là mừng bởi vì các con có nhiều thời gian. Năm nay thầy đã triển khai sớm hơn, nên là các bạn cũng có thời gian để các bạn học. Chúng ta đã có 2 tháng rưỡi để chúng ta học, có 12 buổi. Chỉ có 12 buổi. Ban đầu thì rất nhiều phụ huynh có hỏi thầy, thầy ơi thế thì học 12 buổi này thì nó có ít quá không? Thì đúng là nếu như theo suy nghĩ thông thường ấy thì 12 buổi thì quả thật là sẽ hơi ít. Nhưng mà quý vị có thấy không ạ? Trong quá trình ôn tập thầy đã hệ thống kiến thức nó rất là khoa học để giúp cho các con nó hệ thống, nó có một cái kiến thức, trang bị kiến thức đầy đủ theo các chuyên đề học tập nó dễ dàng nhất. Đấy. Quý Vinh có thấy là bao nhiêu thấy Quý Vinh thấy là cái việc mà thầy dạy theo chuyên đề này nó giúp cho các con dễ học hơn ạ, comment cho thầy chứ dễ học hơn ạ. Đấy, thầy phân tích từng các chuyên đề làm cho các con nó theo mạch kiến thức, chứ một số trung tâm ở ngoài kia họ dạy bằng cách họ sẽ chữa theo đề, bởi vì để mà làm được theo chuyên đề này thì đòi hỏi phải có một cái tư duy cũng như là có một cái sự chuyên sâu về toán thì mình có thể làm như thế. Còn nếu mà là đơn giản thì chỉ cứ vác cái bộ đề ra xong và dạy các bạn chữa theo từng bài thì đấy là một cách nhỉ. Nhưng mà cách đó thì nó rất khó bởi vì các con nó đang làm vào bài toán hình nó sang bài toán đại, rồi lại là sang bài toán số, xong nó lại sang bài toán về 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 suy luận. Thế đâm ra là các bạn sẽ không học được nhiều. Còn đây thầy cứ từng theo chuyên đề, cứ theo từng chuyên đề và các bạn đấy rất là dễ dàng. Đấy, thầy thấy là đấy, nhiều bạn như là bạn học, các bạn học lớp 3 đấy mà học thì cái thời gian học là nó rất khắc nghiệt, bởi vì đây là lớp chiến binh, nó không dùng nó không dành cho tất cả mọi người mà nó dành cho những ai mà thực sự là ham muốn cái việc học tập và để có thêm kiến thức. Thì nhiều khi là dạy các bạn đến 10 rưỡi rồi các bạn vẫn muốn học, bởi vì nó có thể có vẫn còn bài, hỏi các bạn học không, các bạn cứ bảo là thầy học tiếp đi còn vẫn thích học, thì thực ra là thầy rất là giờ đấy thì thầy cũng muốn nghỉ rồi, nói phụ huynh cũng thông cảm. Nhưng mà vì cái con tinh thần của các con học nó tuyệt vời quá thì thầy lại dạy cho các con ấy, mà khi các con mà mong muốn học ấy thì đó là cái niềm vui của thầy. To Một lên một dạ các bạn hết có rồi địa chỉ thế tài nên chính là các thầy, bạn nên là kể cái việc có dạy thêm cho các bạn giờ, nói là cái giờ học của trung tâm ấy là dạy cho các bạn là theo lịch là có 1 giờ, một tiếng 1 giờ thôi, nhưng mà chả bao giờ thầy dạy 1 tiếng cả, thầy toàn dạy hơn này. Vì không phải là thầy thích dạy hơn đâu, mà vì thầy thấy là với cái lượng thời gian nó không có nhiều, thế mà trong khi là cái khối lượng bài học ấy thì nó lại nhiều, thế mà không hướng dẫn thì các con về các con tự học nó cũng khó. Thế để hướng dẫn cho các bạn thì thực ra là thầy không ngoài cái việc chuẩn bị thời gian thì, nhưng mà cái thời gian để thầy trò làm việc với nhau là nó cũng phải có thêm thời gian thầy ngồi thầy hướng dẫn cho các bạn đấy, dạy cho các bạn đấy thì, để giúp cho các bạn đó có một cái sự chuẩn bị tốt hơn, các bạn tiếp thu bài tốt hơn, đúng không ạ? Nào bạn Ngô Đăng Quang không nghe thấy thầy nói gì, là quý phụ huynh nghe rõ thầy nói thì comment cho thầy là em nghe rõ thầy nói để cho mẹ nghe thấy ạ. Đó, đấy nha, thế nên là các mẹ đều nghe được đấy. Mẹ bạn bạn Đăng Quang bạn kiểm tra lại mic nhá, kiểm tra lại cái loa nghe xem. Một cái điều nữa là phải nói là cái toán TIMO là một trong những cái toán mà rất là hay, bởi vì thầy đã nghiên cứu rồi. Nó hay ở mấy cái điểm, hay ở chỗ là cái chương trình của nó thiết kế tương đối gần gũi. Tất nhiên là nó không không phải là nó giống hoàn toàn trong sách giáo khoa, bởi vì nếu mà nó chỉ học đơn giản trong sách giáo khoa thì chắc cũng không cần phải phải thi đâu. Mà nó chỉ nó mở rộng, nó cũng mở rộng đến 80% đấy. Nhưng mà cái mạch kiến thức nó mở rộng ấy, thì thầy chỉ cần dạy cho các bạn một chút là các bạn có thể học được. Như vậy là
nó ở trong cái vùng phát triển của các con. Cái hai nữa là nó cũng không phải, tí nữa thầy sẽ nói sâu về cái việc này. Đấy, nhưng mà toán ti mô là hay, các bạn học được các bạn sẽ phát triển tư duy. Comment cho thầy chữ phát triển tư duy, cái này là cái từ khóa quan trọng nhất. Vì hầu hết các bạn học toán ti mô rồi thì về học ở lớp của các bạn ấy thấy nó nhàn lắm, nó dễ lắm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó mình được phát triển tư duy, mình được làm những cái bài mà nó tư duy tầm cao rồi thì mình luôn suy nghĩ những cái phương án mình làm thế nào để mình tính được nhanh, mình làm thế nào để đưa ra những cái phương án mà tốt nhất đó. Có nhiều mẹ là lúc ban đầu vào học rất là lo lắng nhưng đến bây giờ thì có thể nói là rất là thở phào nhẹ nhõm rồi. Có nhiều bạn đây là có gia đình đến hai anh em học. Nào cho thầy hỏi là những ai ở trong ngồi trong phòng này mà có hai anh em cùng học ở trong lớp, trong các lớp khác nhau của trung tâm, comment cho thầy là chữ hai hai anh em. Đấy. Đấy, như nhiều mẹ nhiều bạn rồi đấy, hai anh em này, bạn Tuệ Lâm này, bạn Quang Khải Minh Phúc này, bạn đấy, Trung Dũng này, Giang Minh này, Hồng Anh này, Phùng Thị Lý này, rồi thì bạn Việt Huân này, Công Huân này, nhiều nhiều gia đình lắm. Thế thì tại sao mà lại có được như vậy? Bởi vì sao ạ? Bởi vì thầy dạy cho các bạn nên là dạy cho các bạn phát triển về tư duy. Và hơn nữa là ngoài ra thì cái này thầy cũng phải xin phép phụ huynh là ngoài cái việc mà thầy dạy kiến thức cho các bạn thì thầy phải dạy cho các bạn những cái thái độ. Thầy comment cho thầy những cái từ thái độ. Vì thái độ nó quan trọng hơn kiến thức, quan trọng hơn cả kỹ năng. Thế nhiều bạn vào học là ban đầu thì bạn cứ quen cái việc học ở bên ngoài kia, là vào học là gọi là thái độ vì trẻ con mà nhí nha nhí nhố, nhưng mà thầy phải uốn nắn này, phải vào đây là học chứ còn vào đây mà chơi hay vào đây để mà làm ảnh hưởng các bạn khác là thầy không chấp nhận. Thầy có thể cho block ngay, cho nghỉ ngay, tiên học lễ hậu học văn. Mình phải học cái thái độ, vì thái độ mà mình không còn không đến nơi đến chốn thì chả làm được cái gì cả, chả riêng gì nữa việc học. Chỉ nói là cái vấn đề mà thái độ mà nó không không tích cực, không tốt thì không chỉ riêng về học nó sẽ không thành công bất kể việc gì cả. Nó gọi là thái độ là nhí nhố. Nhưng mà gì, khi mà thầy dạy các bạn ấy, ngoài cái việc kiến thức đương nhiên rồi, kỹ năng đương nhiên rồi, thì thái độ là cái thầy rất chú ý. Vì thế mà các bạn học rất là thích học thầy. Không phải là thầy cũng chẳng có nặng lời gì các bạn cả, nhưng mà mình cũng phải có những cái đúng mực với các bạn đấy. Thì như thế thì các bạn mới hiểu là bố mẹ của chúng ta vất vả rồi, ở ngoài kia rồi, cũng phải đầu tư cho chúng ta học. Chúng ta có kiến thức nhưng vào đây chúng ta mà không học thì nó phí công sức, phí tiền bạc của bố mẹ đi. Quý phụ huynh có đồng ý không ạ? Đồng ý comment cho thầy chữ đồng ý ạ. Thế các con học cái điều đó, có thể là kiến thức kỹ năng thì các con học ở đâu cũng được. Nhưng mà cái thái độ tích cực đó, thái độ yêu thương ba mẹ đó, thì có thể là học một lần ở trung tâm nhưng nó đi theo các con suốt cái cuộc đời này. Nó sẽ giúp cho các con có cái thay đổi. Và từ cái thay đổi ấy, nó mới phát triển được cái tư duy của các con. Thì nó sẽ theo các con được suốt cái hành trình. Đấy, có nhiều bạn là nhiều khi là học ở trung tâm chỉ có điều kiện học một lần thôi. Nhưng mà những cái bài học thầy dạy cho các bạn ấy, các bạn nhớ mãi. Và đây các bạn sau này các bạn thành công, các bạn quay lại các bạn ấy cảm ơn thầy vì nhờ những cái bài học của thầy. Nhiều khi là nó khó nghe nhưng mà nó dễ hiểu. Thầy nói những cái lúc người thầy nói nó khó nghe lắm, nhưng mà nó lại dễ hiểu và nó giúp cho các bạn ấy trưởng thành hơn. Bao nhiêu quý phụ huynh đồng ý là dạy cho các con những cái thái độ là rất quan trọng, comment cho thầy là thái độ là quan trọng. Đúng rồi. Bởi vì thế này này, dạy được cho các bạn cái thái độ ấy, nó không phải dễ. Nó phải có một cái tầm tư duy và nó có phải có một cái rất là chuyên sâu thì mới có thể dạy cho các bạn được. Chứ còn nếu mà cái đơn giản là dạy kiến thức kỹ năng thì cứ nhìn giáo án mà dạy thì đó là cái thông thường, bên ngoài kia ai cũng làm được. Nhưng để dạy cho các bạn đấy cái thái độ yêu thương, dạy cho các bạn thái độ học tập tích cực. Thế vì sao mà có nhiều mẹ ở bên ngoài kia, ở trên Facebook hoặc Zalo ai đó giới thiệu vào lớp và thấy cái lịch học nó muộn thế thì các con có học được không? Vì thế này này, không có áp lực thì không có kim cương. Bởi vì nếu chúng ta cứ muốn nhàn 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 thì nó không có cái gì xảy ra cả. Bởi vì bây giờ cái cuộc sống bây giờ thì nó cạnh tranh lắm, và chúng ta không chỉ là cạnh tranh với trong nước với nhau đâu, mà cạnh tranh với cả quốc tế. Bây giờ quý huynh để ý thấy là tu mu rồi hay ta mu rồi các thứ rồi nó vào thị trường Việt Nam thì khủng khiếp lắm. Nếu mà mình mà không rèn luyện từ ngày hôm nay ấy, mình không nỗ lực từ bây giờ thì lớn lên chúng ta sẽ không có lựa chọn, chúng ta sẽ bị những người ngoài kia họ rèn luyện tốt hơn, nó đánh bại chúng ta.
nên là phải rèn luyện, phải chịu áp lực. Thế thì thế này, mình cũng không phải là áp lực quá. Là gì? Cái giờ, tại sao lại chọn vào cái khung giờ nó muộn? Nó có mấy cái ưu điểm này. Cái thứ nhất ấy là, thứ nhất là cái giờ đấy là giờ nó tĩnh, nó không có bị ảnh hưởng gì cả. Vì nhiều khi nếu mà thầy dạy vào cái giờ sớm hơn thì các bạn thấy con lại đi học tiếng Anh chỗ này, con lại thấy con lại đi học văn ở chỗ kia, thế là con lại đi học võ, con lại đi học vẽ, thế là nó bị chổng loạn hết lên. Nhưng dạy vào cái giờ thì chẳng có ai dạy võ vào cái giờ muộn đấy cả, cũng chẳng có thầy cô nào dạy 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 văn dạy tiếng Anh vào cái giờ đấy, thế là gần như là cái giờ đấy là dành cho các bạn rồi. Thứ hai đó là trong cái giờ đấy thì nó cũng hình thành thói quen là mình thấy quý huynh thấy bạn ngày xưa các cụ đã dạy rồi, thức khuya dậy sớm. Mình không phải là mình cứ bắt các bạn phải thức khuya, nhưng mà đấy cũng là những cái yếu tố để giúp cho những con người ta thành công. Đó. Thế thì các bạn ấy rèn luyện quen thế thì nay mai lớn lên lớp 5, lớp 6 rồi lên cấp 2 các bạn còn phải học hơn kinh khủng hơn rất nhiều. Mà bây giờ thi vào cấp 3 khó lắm quý phụ nhỉ. Mà không vào được cấp 3 ấy, thì gần như là cuộc đời nó sẽ bị sang một trang mới. Thầy không phủ nhận cái việc trường nghề, thầy không phủ nhận về cái việc mà trường các cái trường trung tâm giáo dục thường xuyên, nhưng mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chỉ có vào được môi trường tốt thì mình mới gặp gỡ được những người bạn tốt. Hãy comment cho thầy, vào môi trường tốt thì gặp những người bạn tốt, đấy là cái tư duy đấy. Nhưng mà nếu ngày hôm nay mình không rèn luyện, mình cứ thích nhàn nhàn, mình cứ thích làm những cái việc dễ dàng thì sau này cuộc sống sẽ đầy rẫy những khó khăn. Thế nếu chúng ta cứ mong muốn những cái việc dễ dàng thì cuộc sống sau này sẽ đầy rẫy khó khăn. Còn nếu chúng ta làm những việc khó khăn bây giờ thì cuộc sống sau này của chúng ta dễ dàng hơn. Và đó là cái bài học mà các bạn phải làm. Chứ còn nếu mà các bạn khó một tí là các bạn nên nản, các bạn đi khó một tí là các bạn nên... Thực ra bây giờ trẻ con là nó chỉ thích chơi thôi. Nó chỉ thích điện thoại, nó chỉ thích những cái gì nó nhẹ nhàng, chỉ thích khen thôi. Thế nhưng mà khen thì cái đấy dễ ai cũng làm được. Nhưng với bên ngoài kia kìa, nếu mình không rèn luyện ấy thì ra bên ngoài kia mình không thể nào tồn tại được. Đặc biệt bây giờ xã hội bây giờ nó lại rất là coi trọng người tài. Đấy, quý Vinh thấy là nếu mà quý Vinh để ý và xem thời sự, xem các chương trình ở trên 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 TV hoặc là ở trên kênh YouTube ấy, thì có nhiều đất nước nó rất giàu có quý Vinh ạ. Thì ví dụ như nước Ấn Độ nó giàu thứ năm thứ sáu thế giới nha. Comment cho này, Ấn Độ giàu thứ năm thứ sáu thế giới. Nhưng quý vị có biết không? Cái đất nước đấy nó phân hóa cái tầng lớp nó rất là khủng khiếp. Những cái tầng lớp mà gọi là người dân nghèo thì không bao giờ có cơ hội được làm quan, không bao giờ có cơ hội được phát triển tốt. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì sao? Cho dù là bạn ở đâu, cho dù bạn như thế nào, thì bạn vẫn có cơ hội, chỉ cần bạn nỗ lực thôi. Nhà nước, chính quyền rồi thì sẽ giúp cho chúng ta được có cơ hội để được thành công. Này cái Zoom này như nó đang bị chặn 100 người hay sao nhỉ? Không chứ nhỉ? Đó. Ví dụ như là, nên là ở đất nước Việt Nam mình nhé, có thể nói là đấy, nhưng không phải nó chặn đâu. Nó trên 100 người rồi. Ở Việt Nam mình ấy, có thể nói là rất tuyệt vời, rất nhiều thứ tuyệt vời. Không cần phải đi đâu xa, ở trong chính đất nước Việt Nam mình. Nếu các bạn đấy khẳng định được cái trí tuệ, khẳng định được cái năng lực thì các bạn hoàn toàn phát triển được. Và cái thế hệ tương lai này là thế hệ mà sẽ là đưa đất nước phát triển. Nên là chúng ta hoàn toàn tự hào về đất nước của chúng ta. Đấy, chỉ sợ là các bạn không hào của tôi. Còn ở Việt Nam mình, kể cả những người dù nghèo, rất nghèo, nhưng nếu có nỗ lực, có cố gắng thì vẫn được phát triển và được trọng dụng. Comment cho thầy là đất nước trọng người tài. Comment cho thầy. Các mẹ cứ yên tâm cái điều đó. Ở đâu đó tất nhiên là nếu thi bảo là vào thi vào biên chế chỗ nọ chỗ kia mất tiền, ở cái đấy thầy cũng không 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 có phủ nhận cái đó. Nhưng thực tế là thầy cũng như là thầy từ việc là thầy xin việc, thầy
học đại học thì ra trường thì đi làm thì không có bị phải mất tiền ở một cái nơi nào hết. Thầy thi đỗ biên chế, thậm chí là lúc mà thầy thi tuyển vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy không mất một đồng nào hết. Thế phải thấy là đất nước nó rất trọng người tài, chứ không phải là lo cái việc là mình cứ lo quan hệ đâu. Quan hệ tốt rồi nhưng mình chứng minh được năng lực thì mình sẽ phát triển. Thế thì ngày hôm nay ấy, người là con người ấy, là sinh vật của thói quen. Tức là thành công dù nhỏ thì nó cũng đều là thành công. Thành công như đứa trẻ thành công ngày hôm nay thì nó tạo cho mình một cái tiền đề, một cái nền tảng để ngày hôm sau, để ngày mai nó tiếp tục, nó nỗ lực, nó tiếp tục, nó vươn lên. Cứ như hiểu điều này comment cho thầy chứ em hiểu không? Nhiều khi các con học cái khóa TIMO đấy không phải là chỉ một khóa TIMO đâu, mà nó học cái tư duy mà nó giúp cho các con nó thành công năm nay thì sang năm nó lại thấy là nó có cái động lực để nó tiếp tục nó tiến lên. Nó thành công nối tiếp thành công. Đọc comment cho thầy chứ thành công nó nuôi thành công. Thành công nuôi thành công. Chứ nếu mà nhiều khi chúng ta cứ bảo thôi chờ bao giờ nó lớn lên một chút rồi cho học, nhưng mà nó không phải đơn giản như vậy. Bởi vì đứa trẻ nó được rèn luyện thì ngay từ lúc nhỏ này nó đã có ý thức rồi. Còn nếu mà để nó cứ chơi, nó vui, nó chơi trong bảo chờ nay mai nó lớn thì mới học thì nó không có cái điều đó đâu. Đúng rồi. Tuyệt vời đúng không ạ? Bao nhiêu quý phụ huynh thấy là cái việc mà giúp cho trẻ phát triển ngay từ cái lúc xuất phát đó là điều rất tuyệt vời. Comment cho thầy chữ tuyệt vời. Rồi, rất cảm ơn đấy, vừa thầy vừa chia sẻ một vài cái gọi là cái tâm tình, cái tâm tư đối với cái kỳ thi này dành cho quý phụ huynh, và hãy dành cho tất cả chúng ta, những người ngồi đây, những con người tuyệt vời ngồi đây, một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa nào. Rồi, cảm ơn quý phụ huynh. Nào, thế thì tại sao chúng ta lại lựa chọn toán TIMO? Tại sao lại lựa chọn toán TIMO? Chúng ta phải hiểu được tại sao chúng ta lại lựa chọn toán TIMO. Thì lúc nãy thầy đang nói rõ rất là nhiều về cái điều này cho phụ huynh. Thứ nhất là kỳ thi toán TIMO là một kỳ thi toán tư duy, tức là nó không chỉ là làm về cái vấn đề kỹ năng cộng trừ nhân chia thông thường, mà nó ở đó có rất nhiều các dạng toán tư duy, bài toán hay, và nó phát triển cho cái tư duy cho các con học sinh. Và cái chương trình nó tương đối gần gũi với chương trình học của các con ở trường, nó tương đối gần gũi nha. Ví dụ như là có một số các kỳ thi ở bên ngoài kia, ví dụ như là cái kỳ thi ATMO ạ. Thì học sinh lớp 2 mà nó toàn dạy phân số thì các con chẳng bao giờ làm được cả. Đấy. Và như thế thì kỳ thi, những cái kỳ thế thì thầy không giới thiệu, mà phải giới thiệu kỳ thi mà nó gần gũi, nó có mở rộng nâng cao, nhưng mà nó lại phải gần gũi với các con hoàn toàn có thể học được cả. Đấy, quý vị ở đây những ai là học lớp 2, thầy dạy cho cái bảng nhân, dạy cho cái bản chất của phép nhân nó rất là dễ. Comment cho thầy là em thấy dễ thì em comment cho thầy chứ rất dễ. Đấy, nhiều mẹ mà u nhờ thầy dạy cho cái tư duy đó là các con thấy là làm rất là dễ dàng. Ví dụ này, các bạn đâu cần phải biết là ví dụ như là các bạn học lớp 2 thì nó mới học đến bảng nhân 2 hoặc nhân 5. Đúng không ạ? Thế bây giờ nhưng mà chương trình nó yêu cầu là nó lại cần nhiều hơn thế thì làm thế nào? Thế ta phải hiểu bản chất của phép nhân. Bản chất của phép nhân này, ví dụ là bản chất phép nhân nó là gì? Phép nhân nó là từ những phép cộng, các cái số hạng giống nhau, ví dụ 2 cộng 2 cộng 2. Thế đây là 3 số 2, tức là số 2 được lấy 3 lần, ta viết là bằng 2 nhân 3. Đấy, hay nói ngược lại là 2 nhân 3 thì ta sẽ viết bằng 2 cộng 2 cộng 2. Và như vậy là bằng bằng 6, đúng không ạ? Thế từ đây, ví dụ như là các con học 15 mà nhân với 3, đúng không ạ? Thì nó bằng 3 số 15 cộng với nhau. Nó bằng 15 cộng 15 cộng 15. Để ví dụ như vậy. Thì các bạn sẽ làm được bằng 45. Và lớp 2 nó đã làm được cái này rồi. Quý huynh có thấy như vậy có tuyệt vời không ạ? Đấy, tức là dạy cho các bạn những cái bản chất, dạy cho các bạn đấy nhờ những cái gốc thì các bạn sẽ thấy là rất là dễ dàng. Hay là ví dụ nay thầy sẽ dạy thêm cho quý phụ huynh một vài cái kỹ thuật này. Đấy, như bạn ví dụ như về phép chia nhá. Về phép chia, giả sử bây giờ thầy có là 8 chia 2 bằng mấy ạ? Comment cho thầy nào. Nào quý phụ huynh comment cho thầy. Nay thầy dạy cho kể cả các bạn anh chị lớp lớn nha, mình cũng có thể học được cái này. Đúng rồi, 8 chia 2 bằng 4.
Thế việc câu hỏi đặt ra là tại sao 8 chia 2 bằng 4? Thế thì các con học sinh sẽ nói là à, vâng thưa thầy là vì 4 nhân 2 bằng 8. Đúng rồi. Thế thì lại nó giống hệt như là thế quả trứng có trước hay là con gà có trước? À, thế có bạn là thưa thầy là quả trứng ạ. Bảo ơi quả trứng có trước. Vậy tại sao quả trứng có trước? Bởi vì quả trứng nở ra con gà. Thế xong thầy lại hỏi là thế con gà thì nó chui ra từ đâu? Bạn ấy gãi đầu bảo, à nó lại chui ra từ quả trứng. Và thế thì quả trứng có trước hay con gà có trước? Xong lại bảo à như vậy là quả trứng lại có trước. Thế ông bảo thế thì à, quả trứng có trước, thế quả trứng chui ra từ đâu? Quả trứng lại chui ra từ con gà. À như vậy là giống như là con gà có trước hay quả trứng có trước thì nó sẽ không có câu hỏi, không không thể có câu trả lời thỏa đáng. Cũng giống như là 8 chia 2 bằng 4 về hỏi tại sao 8 chia 2 bằng 4 thì các bạn lại bảo vì 4 nhân 2 bằng 8. Thế thì nó trả lời cái vòng tròn đúng không ạ? Nó cũng giống như là một số cái này cái toán học nó hay lắm quý vị nhá. Ví dụ như là người ta hỏi à, thế số chẵn là gì? Các bạn bảo số chẵn là số chia hết cho 2. Thế xong hỏi bảo thế số chia hết cho 2 là gì? Bảo số chia hết cho 2 là số chẵn. Ồ, thế thì à, cái biểu thế mà. Thế thì nó không giải quyết được vấn đề. Thế thì mình phải học, mình phải hiểu bản chất. Khi mà hiểu bản chất rồi thì nó dễ lắm. Thầy ví dụ này, hôm nay thầy sẽ tặng cho quý phụ huynh cái phương pháp để quý phụ huynh dạy cho các con về phép chia. Là bao nhiêu quý phụ huynh muốn thầy chỉ cho cái này để comment cho thầy là chữ em muốn. Đây nhá. Bây giờ thầy có 8 chia 2 thì thầy chỉ hôm nay thầy tặng cho quý phụ huynh cái phương pháp này, nó gọi là sư phạm, và cái này chẳng sách nào viết cả, nó sẽ không có trong sách. Thầy chỉ cho quý phụ huynh nhá. Đây bây giờ thầy có 8 cái quả bóng này. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Nào quý vị đếm nào. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Đúng không ạ? Thế bây giờ chia cho hai thì làm như thế nào? Nào cách một nhá, thầy sẽ chỉ cho các cái này các mẹ mà có con lớp 2 hay thậm chí lớp 3 hay là kể cả lớp 4 rồi mình vẫn có hiểu là cái cách một này. Thì mình hiểu đây là 8 chia 2 nhá. Lấy hai cái đĩa ra. Đấy, vẽ ra hai cái đĩa. Hai cái đĩa cho nó màu khác đi. Đấy, đây là một cái này. Đây là hai cái đúng không ạ? Bây giờ chia như này, giống như mình chơi bài ấy, chơi bài học chơi đánh bóng bàn này. Thì chia này, 8 chia 2 đúng không? Lần lượt chia bên này một cái, bên này một cái. Đây một 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 quả. Đây một quả. Đây một quả. Đây một quả, đây một quả và đây một quả. Như vậy 8 chia 2 là mấy ạ? Comment cho thầy ạ. À 8 chia 2 là mấy đấy ạ? À 8 chia 2 bằng 4 đúng không ạ? Đấy, đấy là cách 1 nhá. Như vậy thì mình sẽ hiểu là đấy từ trực quan thì mình sẽ thấy là từ trực quan mình rút ra được là 8 chia 2 bằng 4. Rồi, đấy là cách 1. Thế cách số 2. Cách 1 đã hiểu cách 1 comment cho thầy chữ hiểu cách 1. Đúng rồi. Đấy. Thì bây giờ thầy dạy cho cách 2 nhá. Cái này hay lắm. Quý Huỳnh có khi dạy này xong Quý Huỳnh cũng đi làm thầy cô được hết luôn. Nào bây giờ chia này. Bây giờ chia này nhá. Chia 2 thì mình cứ khoanh đầu tiên mình khoanh vào nhóm có hai cái. Đúng không? Một nhóm. Hai nhóm. Ba nhóm. 4 nhóm. Như vậy 8 chia 2 mấy ạ? Cách 2. Cách 2 rồi. Vậy 8 chia 2 bằng 4. Hay không ạ? À, bao nhiêu quý vị thấy ở rất là hay. Thế còn cái cách thứ ba, thầy dạy cho cách thứ ba là cách dành cho các bạn lớp 1. Lớp 1 nhiều khi các bạn ấy sẽ hơi khó làm thì sẽ dạy cho các bạn cách thứ ba như này này. Cách ba nhá. Cách 3, nếu mà các mẹ lớp 1 thì sẽ dạy cho các con như này. 8 chia 2 nha, thì các bạn sẽ làm như này. Đầu tiên chia 2 đúng không? Ta đếm này. 1
hai lần cái số 1 đó nhá. Xong lại 2, ta cứ làm thế. Rồi, xong đến 3. Rồi đến 4. Vậy 8 chia 2 được mấy đấy ạ? À, nó chính là được 4. Đây là các bạn lớp 1 sẽ làm như này. Thú vị không ạ? Đấy, như vậy thì các bạn lớp 1 ấy, các bạn chỉ cứ đếm đếm như thế thôi, tiêu dùng phép đếm của lớp 1, thế là các bạn hoàn toàn thể làm được. Và đó là lý do vì sao mà các bạn ấy học nó hiểu, vì khi hiểu bản chất rồi thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Đấy, thế thì mình mở rộng thêm này. Bây giờ có hôm các bạn lớp 2, và đúng là cái bài toán này nó ở lớp 2 luôn. Nó là như này. À, 100. Đây, 100 chia cho 2. 100 chia 2. Đó. Thế thì có phải là trong khi các bạn đấy là viết bằng 50. Thế 10 chia 2 bằng 50 rồi. Thế là có một cái loại khó hơn này. Cái bài toán đó là 104 chia 2. Thế 100 chia 2 bằng 50 thì các bạn biết rồi. Nhưng 104 chia 2 thì quả thật với học sinh lớp 2 nó vô cùng khó khăn, đúng không ạ? Thế thầy đã dạy cho các bạn như thế nào? Thầy chỉ cho các bạn này. Sử dụng cái phương pháp, đây là phương pháp nha. Nó gọi là một tổng chia cho một số, ta tách cái này, 104 thì ta sẽ tách ra bằng 100. Ta lấy 100 chia cho 2. Sau đó cộng với chỗ này là 4, ta lại chia cho 2. À, 100 chia 2 thì bằng 50 rồi. Và 4 chia 2 bằng 2. Sau đó ta lấy 50 cộng 2, kết quả bằng 52. Có dễ hiểu không ạ? Bởi vì nhiều mẹ là, vì tất nhiên rồi các mẹ không phải bên sư phạm, nên các bạn ấy là bảo là con làm như này, 104 này chia 2 con đặt tính như này cho mẹ này. Rồi xong lấy 10 chia 2 bằng 5 này, 5 nhân 2 bằng 10 này. Đấy, xong 10 trừ 10 bằng 0 này. Xong hạ 4 này. Xong 4 chia 2 bằng 2 này. 2 nhân 2 bằng 4 này. Xong 4 trừ 4 bằng 0 này. Như vậy thì 104 chia 2 bằng 52. Cách làm này không sai, nhưng nó sẽ không thể phù hợp với học sinh lớp 2. Yes. Quý vị hiểu điều này chưa ạ? Bao nhiêu quý vị thấy là nếu mà dạy cho các bạn cái cách tư duy thì nó rất quan trọng. Cái comment thầy để tư duy là quan trọng. Đó, thầy chỉ minh họa như vậy để quý vị thấy là cái việc dạy cho trẻ tư duy nó rất quan trọng. Đúng rồi. Tiếp nữa là gì ạ? Cái toán ti mô nó giúp cho các con vượt qua cái khả năng của bản thân, và nó có đủ khung điểm là các bạn sẽ đạt giải. Thì cái này nó cũng rất là tốt. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có cái khung giải, tí nữa thầy sẽ nói chi tiết về cái giải như thế này, cái số điểm này. Thứ ba là nó tạo tiền đề, tạo nền tảng cho các con học tốt môn toán. Rồi cho thầy hỏi là quý vị thấy cái việc lựa chọn thi và học toán ti mô có quan trọng không ạ? Hay chưa ạ? Hay, comment là chữ hay nào. Đúng rồi, nó rất hay như vậy. Nào bây giờ thầy sẽ một số cái minh họa cho quý vị thấy là một số cái bài toán này. Ví dụ có bao nhiêu cái hình chữ nhật in đậm, nó chứa cái phần chữ nhật, hình chữ nhật in đậm ở trong đợt dưới đây. Nào, xin mời các mẹ, ở đây thầy hướng dẫn các mẹ. Nào các mẹ thử suy nghĩ nào. À thầy rồi, xin mời các mẹ comment. Nào mời các mẹ comment ạ. Rồi, comment.
Đó, nhiều mẹ thì đã có câu trả lời. Rất tuyệt vời. Comment một lần này, không cần comment nhiều lần đâu. Rồi. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các mẹ nhá. Thầy thấy ở đây nhiều mẹ đã có câu trả lời chính xác rồi. Thế thì ở đây, đầu tiên mình phải hiểu này. Cái hình và chữ nhật nó chứa cái phần in đậm là hình nào? Thì đến với thầy, đây là hình số 1. Đúng không ạ? Rồi. Hình số 2 là cái hình này. Là hai hình này. Hình số 3 là hình đây. Đây ba hình, hiểu phần này gần đầu thầy. Hình số 4 là cái hình này, ghép đôi này. Thầy chỉnh cái màu khác cho nó dễ nhìn. Đây là hình số 4. Tiếp theo, hình số 5. Nó là cái hình được ghép bởi. Đây là hình số 5. Tiếp theo, hình số 6 là được ghép bởi bốn hình này. Tiếp theo, đây, hình lại này một chút để cho các mẹ dễ nhìn. Hình số 1 là hình này. Hình số 2 là đây. Hình số 3 là đây. Đây là ba hình đầu tiên. Tiếp theo, hình số 4 là cái hình dọc này. Nhìn thấy không ạ? Cái màu khác. Đây là hình số 4. Rồi, tiếp theo hình số 5 là cái hình sang bên này, ghép đôi này. Hình số 6 là ghép này này, bốn hình này. Hình số 7 là ghép bốn hình bên này. Và hình số 8 là ghép toàn bộ cái hình này. Nhưng mà các vị thấy không ạ? Nguyên một vẽ này thì quá là hoa mắt, đúng không? Đến 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 phụ huynh mình nhìn còn hoa mắt thì nói gì là con trẻ. Thế nhưng mà gì ạ? Mình có phương pháp như sau. Đó, phương pháp này. Với cái hình để làm cái bài mà vẽ cái hình có chứa cái hình chữ nhật này thì phương pháp như sau này. Bước 1 nha, ta sẽ đếm xem là có bao nhiêu cái đường thẳng ở phía bên trái của cái hình chữ nhật này. Để ta đánh dấu cái hình chữ nhật vào nha. Đây, chữ nhật màu đỏ là cái hình này. À, thì vẽ cho nó khác màu một tí thôi. Đây. Đây là cái hình màu đỏ đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ thấy là phía bên trái của cái hình này có mấy đường thẳng. Đây là một đúng không ạ? Phía bên phải thì có mấy ạ? Có một, có hai. Nào thì biết đây, bên trái là có một, bên phải là có hai. Tiếp theo ta lại xem là phía bên trên là có mấy. Phía bên trên này, đây là một này, hai à? Phía bên trên này có hai. Và phía bên dưới, một, hai. Như vậy phía bên dưới cũng có hai. Và số hình chữ nhật chứa cái hình này á, nó sẽ là lấy 1 nhân 2 nhân 2 nhân 2, tức là lấy tích của các cái đường thẳng này. Và 1 nhân 2 nhân 2 nhân 2 thì kết quả bằng 8 hình. Hay không ạ? Nhanh hay rất nhanh ạ? Comment cho thầy ạ. Bao nhiêu phụ huynh thấy cái phần này nó rất là nhanh, comment này chứ, rất nhanh. Đó. Thế mình không phải vẽ gì đâu, hoa mắt từ đến này đến bạn lớp 3 bạn cũng phải đếm được ngay đúng không ạ? Hay không ạ? Thế vì bài toán nó nâng cao hơn này, nó không phải đây là cái bài mầm non nhất thôi. Còn đi thi á, nó là như này này. Nó vẽ thêm một cái đường thẳng vào đây, đúng rồi. Mình nhìn lưu ý là hình vuông cũng là coi là một hình chữ nhật nhá. Nó vẽ thêm một cái này vào đây nữa này này này. Nào quý phụ huynh thử comment cho thầy xem là có bao nhiêu cái hình chữ nhật có chứa cái hình chữ nhật này, chữ nhật màu đỏ này. Đây, và xin mời comment nào, comment nào. Rất tuyệt vời, Mai Trung Dũng, Lê Phúc, Đức Tiền, Tiến Phong, Hồng Quân, Chí Huy, Đức Anh, Hoàng Linh, Hồng Anh, Thành Công, Mạnh Hoàng. Ui, tuyệt vời. Đấy, Gia Bảo, Thanh Tú. Đấy, tuyệt vời không ạ? Đây chỉ có dạy phương pháp dạy một lần thôi. Thì tất cả những cái dạng bài mà nó đếm xem là chứa bông hoa, chứa ngôi sao ở bên trong đó, hay là cái gì các bạn làm hết. Quý đồng ý vậy không ạ? Và đó là cái cách để mình dạy cho các bạn cách tư duy. Chứ không phải là dạy được bài này xong một bài sau gặp lại thì nó thay số đi là cái bài này con chưa được thầy dạy. Thì thế không phải là học tư duy. Quý đồng ý không ạ? Đồng ý comment cho thầy chứ. Yes. Đây, thì ví dụ.
Nó có cái bài toán như này. Đó. Thế nó có bài toán này. Thế sau đó nó vẽ bên trong này một cái cái ngôi sao này. Nó có bao nhiêu cái hình chữ nhật chứa cái ngôi sao này. Đấy, ở trong đề thi nó là như vậy đấy. Thế bây giờ mình ngồi mà mình vẽ thì có khi ngồi cả buổi mà mình chả đếm được hết, đúng không? Đồng ý không? Quỳnh đồng ý gật đầu thầy này. Thế còn nếu mà đây cho các bạn, nào các bạn thử các em các cháu ở đây thử làm cho thầy xem đây có bao nhiêu cái hình chữ nhật có chứa cái ngôi sao này nào. Nào, cho 30 giây suy nghĩ nào. 30 giây mà đã comment rồi đấy, mới được có 5 giây đã comment, các bạn làm nhanh thế đấy. Vui rồi, xuất sắc. Đây các bạn có thấy không ạ? Thế ta thấy ở bên trái thì có 3, bên phải có 3, 3 nhân 3 bằng 9 rồi. Ở phía trên có 2, phía dưới có 2 thì nhân 2 nữa thì kết quả bằng khoảng 36. Tuyệt vời không ạ? Đấy. Thế học tư duy thì nó như vậy. Rồi. Đó, thầy chỉ minh họa rồi. Đấy, ví dụ cái bài này. Các bạn có thể làm rất là dễ dàng, đúng không ạ? Nào, ví dụ thêm bài nữa này. Để quý anh thấy rồi này. Ví dụ như là ngày 26 tháng 12 năm 2024 là thứ bảy. Hỏi ngày 30 tháng 12 năm 2025 là thứ mấy? Đấy. Cho các mẹ thử suy nghĩ, thời gian suy nghĩ là 1 phút. Và 1 phút suy nghĩ bắt đầu. Rồi, rất tốt. Ok. Đây nha. Thế thì như này này. Và cái làm cái bài này á thì chúng ta phân tích như này. Phân tích này, có phải biết phân tích. Phân tích là 1 năm. 1 năm thì có bao nhiêu ngày ạ? Có 365 ngày. Đúng không nào? Đồng ý phần này gần đầu thầy nào. Vậy thì ta thấy là năm 2025 nó là năm thường, là năm thường nha. Là có tháng 2 ấy. Tháng 2 thì có 28 ngày thôi. Thế bây giờ ta có ta tính này, các bạn sẽ tính từ ngày 26 tháng 12 năm 2024 thì nó là thứ bảy đúng không? Là thứ bảy. Thế bây giờ tính từ ngày 26 tháng 12 năm 2024 đến ngày 25 tháng 12 năm 2025 thì nó là 1 năm đúng không ạ?
Đúng rồi. Vậy là nó có bao nhiêu ngày ạ? Là có 365 ngày. Hiểu phần này chưa ạ? Nào, thế thì còn từ ngày 26 đếm là 26 này. 27, 28, 29, 30. Thế thì ta có là từ ngày 26 đến ngày 30 ấy, thì nó sẽ có thêm mấy ngày nữa? Có thêm 5 ngày nữa. Vậy tổng số này, tổng số ngày thế là ta lấy 365 cộng 5 bằng 370. Sau đó mình sẽ lấy gì ạ? Ta sẽ lấy 370 chia cho 7. Nào, ta lấy 370. Mỗi một tuần có 7 ngày. 37 chia cho 7 bằng 5. Dư 2. 20. 20 chia 7 bằng mấy ạ? 20 chia 7 bằng 2. 27 14, 20 chia 4 bằng 6. Được chưa ạ? Được rồi. Thế bây giờ chúng ta thấy là nó sẽ dư mấy ngày đây ạ? Nào, comment cho thầy nào. Đây, thầy nói lại chỗ này nhá, nói lại chỗ này. Ở đây chúng ta thấy có là từ ngày 26 tháng 12 năm 2024, nó là thứ bảy này, và một năm là tính từ ngày 26 tháng 12 năm 2024. Chỉnh lại chỗ này một chút cho các bạn. Đến ngày 26 tháng 12 năm 2025, đến ngày 26 luôn, chỉnh luôn đến ngày 26. Thì nó sẽ sửa đây thành ngày 26. Nó là một năm là 365 ngày. Và từ ngày 26 thêm 4 ngày nữa là 365 cộng 4, kết quả bằng 369. Ta có lấy 369 chia cho 7 thì bằng 36 chia 7 bằng 5, dư 1, 19. 19 chia 7 bằng bằng 2, 2 nhân 7 14, 19 trừ 14 bằng 5. Vậy nó dư 5. Ta chỉ việc giơ 5 ngón tay. Giơ 5 ngón tay lên cho thầy. Ta đếm nối tiếp. Thứ 7 này. Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Hiểu chưa ạ? Nào, comment cho thầy. Được rồi. Tiếp theo. Đây, ví dụ như bài toán này. Bài toán đếm bước đi của thỏ này. Từ điểm A đến điểm B, nó chỉ được đi sang phải hoặc đi lên trên. Thì có bao nhiêu cách đi? Thì phần này ấy, là các bạn rất là bối rối nếu các bạn không được học.
Thì cách làm các bạn sẽ làm như sau. Ta áp dụng quy tắc của hình chữ nhật. Đây từ A đến đây là có một cái gì? Đến các cái góc này là một cái gì? Thế sau đó thì ta áp dụng quy tắc hình chữ nhật. Để đi đến cái điểm này thì ta đánh chéo này. 1 cộng 1 bằng 2. 2 cộng 1 bằng 3. 3 cộng 1 bằng 4. Chỗ này 2 cộng 1 bằng 3. 3 cộng 3 thì bằng 6. 4 cộng 6 bằng 10. Và đây 3 cộng 1 thì bằng 4. Và 10 cộng 4 thì bao nhiêu ạ? Bằng 14. Và comment đáp án B. Comment gửi B. Được chưa ạ? Đấy. Thế thì cái phương pháp giải như vậy, chứ nếu mà các bạn được học, được được hình thành, được rèn luyện thì gặp bài khác như vậy các bạn vẫn làm được đúng không ạ? Đúng rồi nha. Thì những bạn mà đã học cái lớp chuyên sâu, vì sao các bạn ấy học nhanh? Vì các bạn hiểu phương pháp và các bạn ấy hiểu cái cách tư duy. Nào cho thầy hỏi là bao nhiêu quý phụ huynh thấy là cái toán Timo nó rất hay, comment cho thầy chữ rất hay. Thực ra ấy, các bạn mà quen rồi ấy, các bạn học đến mức mà nó giải rất nhanh luôn. Kể cái đề thi nhiều hôm, nhiều bạn nói là con làm chỉ hết có 2 phần 3 thời gian thôi. Bởi vì sao? Các bạn được rèn luyện cách tư duy rồi, và bạn học nó rất là dễ. Thế thì giới thiệu một chút về cái kỳ thi này để quý phụ huynh nắm rõ hơn. Ở đây thì cho thầy hỏi những ai đang là học viên của lớp chuyên sâu thì comment cho thầy chữ đang học cái lớp vòng loại ấy. Lớp vòng loại thì comment cho thầy là chữ vòng loại nào. Rồi Lê Minh Phúc, tí nữa thì phần hướng dẫn thì hỏi sau nhá. Đây, những bạn đang vòng loại. Đó. Rất nhiều bạn, Hồng Anh, Đức Tiền, Vinh Quân, cả Hân. Rồi, cho thầy hỏi là những ai mà chưa, hôm nay là lần đầu tiên vẫn chưa được học vòng loại thì comment cho thầy số 2 đi. Những ai chưa được học của thầy thì comment số 2. Rồi, không sao nhá. Đó. Thế thì thầy phải giới thiệu thêm để những bạn đang học hay là bạn chưa học thì để rõ hơn về cái kỳ thi của vòng chung kết này. Thì kỳ thi Olympic toán học quốc tế TIMO, đó là cái kỳ thi gọi là toán Thái Lan, và là một kỳ thi uy tín được nhiều học sinh Việt Nam tham gia. Tiếp tục. Nó có 3 vòng thi. Thứ nhất là vòng loại quốc gia, tỷ lệ phí thi là 200.000, thì cái này đã xong rồi. Thứ hai là vòng quốc gia, mình đang nói về cái lớp ôn vòng quốc gia, thì cái lệ phí thi này 450.000 là có thể nộp cho ban tổ chức hoặc là nhờ trung tâm đăng ký. Thế thì làm việc gì là làm thế nào cũng được, nộp cho ban tổ chức hoặc nộp theo trường đều được hết nhá. Cho thầy hỏi là những ai cái kỳ trước đã nhờ trung tâm đăng ký thì comment cho thầy số 1. Những ai mà cái vòng chung kết này cũng muốn nhờ trung tâm đăng ký thì comment cho thầy số 2. Bạn Quang không spam nhá. Thầy nhắc bạn Quang lần thứ nhất, nếu bạn Quang tiếp tục spam thầy sẽ block ra khỏi phòng. Vì đây toàn các bậc phụ huynh đang ngồi để thầy hướng dẫn cho các phụ huynh thôi. Quang và tiếp tục spam thấy thầy sẽ block ra khỏi phòng. Được rồi ạ. Thế còn mẹ nào mà đang đăng ký theo trường rồi thì cứ đăng ký theo trường nhá. Thế còn mẹ nào mà chưa biết cách thì thi thì như này, thi thì sẽ thi trực tiếp. Thường thông thường thì sẽ thi ở các cái trung tâm huyện hoặc là của thành phố, của tỉnh ấy. Thế có một số nơi mà địa phương nó ít người đăng ký quá thì người ta sẽ tạo điều kiện cho tổ chức online, nhưng thông thường ấy thì cái bán kính để đi thi trực tiếp nó chỉ khoảng 2
20 km này là dài nhất. Đấy là theo ghi nhận từ những cái vòng những năm trước của ban tổ chức. Được chưa? Rõ chỗ này gần đầu thầy. Tiếp nữa là vòng thi quốc tế thì cái này ta tính sau. Nó là thi trực tiếp hoặc thi online ta tính sau nhá. Được rồi ạ. Thì phụ huynh có thể tự đăng ký với ban tổ chức hoặc nhờ trung tâm đăng ký hộ các con, lệ phí là giống nhau. Comment cho thầy lệ phí là 450.450k nào. Comment cho thầy. Bạn Minh Phúc, lát nữa hỏi sau nhé. Đề thi thì nó toàn tiếng Anh thôi. Lát nữa thầy sẽ nói đến phần đề. Đó nha, về nộp cho trung tâm cũng được, nộp cho ban tổ chức cũng được, lệ phí giống nhau. Nộp cho trung tâm ấy thì nó có một cái điều này này. Đó là khi có kết quả thì thầy sẽ cập nhật nhanh hơn. Như hôm nay nhiều mẹ trên nhóm là đến bây giờ vẫn chưa tra được kết quả bởi vì là ban tổ chức họ phải cập nhật lên trang chủ hoặc nó gửi cho email cho quý phụ huynh thì nhiều khi là có thể những cái lý do chủ quan khách quan nào đó mà nó không đến được với quý phụ huynh, ví dụ như là viết email sai này hoặc là họ lỗi hệ thống họ không chưa gửi được hoặc là nó chậm, nhưng mà những phụ huynh mà đăng ký ở trung tâm ấy thì trung tâm sẽ giúp cho quý phụ huynh cái việc là ban tổ chức gửi thì nó gửi một loạt cho trung tâm thì trung tâm sẽ cập nhật và quý phụ huynh có kết quả luôn, ví dụ như các bạn ở trong nhóm đã có luôn đấy. Đây, thời gian thi nhá. Đó là cái này. Thứ nhất là vòng quốc gia, bây giờ ta chỉ quan tâm vào quốc gia thôi. Cái hạn đăng ký là ngày 13 tháng 11. Đấy là hạn đăng ký nhá. Thế còn ngày thi là ngày 15 tháng 12. Comment cho thầy ngày thi là 15 tháng 12 năm 2024. Thế còn hạn đăng ký đấy là đăng ký với ban tổ chức, còn trung tâm ấy thì sẽ dự kiến là sẽ chốt danh sách trước ngày mùng 10 tháng 11 là sẽ chốt danh sách rồi. Đấy, nếu mà quý vinh mà đăng ký nhờ trung tâm thì hôm nay quý vinh nhờ luôn để trung tâm hỗ trợ luôn. Thế rồi sau đó thì còn phải gửi danh sách lên để quý vinh còn rà soát lại thì nó không nó bị thiếu sót của các con. Đây. À, công bố kết quả dự kiến 2 đến 3 tuần nhé sau thi này. Đối tượng được dự thi thì nó những bạn vượt qua vòng loại và thi tập trung theo cái quy định của ban tổ chức thì lúc ấy ban tổ chức sẽ quy định sau. Quý vinh rõ ngày thi comment rồi chứ rõ. Được rồi ạ. Nào, tiếp theo. Đây cấu trúc của đề thi này. Thì vòng quốc gia đây, đề thi đây. 25 câu. Điểm mỗi câu là 4 điểm, tổng điểm là 100. Và thời gian là 90 phút. Thời gian 90 phút. 90 phút nhá. Thế thì ở đây chúng ta thấy là nó là điền đáp án chứ không phải là khoanh. Bạn Tiền có hỏi là thưa thầy là khoanh A, B, C, D hay là điền, nó chỉ có điền đáp án thôi. Đây thầy sẽ minh họa cho cả các con cái đề thi này để các con cũng nhìn thấy. Đây thầy minh họa đề thi của khối 3 đây. Đấy, chúng ta phải hiểu cái này. Càng hiểu cái này thì nó càng càng rõ. Đây viện đề thi đây. Hoàn toàn là bằng tiếng Anh, 100% là tiếng Anh. Có một chút gợi ý bằng tiếng Việt đây. Và lớp 3 nhá, đề thi vòng quốc gia này. Đấy, nó có một số từ gợi ý bằng tiếng Việt. Và chỉ có điền đáp án thôi. Và cái này thì nó khó hơn vòng loại rất nhiều. Vòng loại nó còn có dịch tiếng Việt. Còn đây là nó tiếng Anh và có một số thuật ngữ. Thế thì có một số phụ huynh có hỏi là thầy ơi thì tiếng Anh con không biết tiếng Anh thì có thi được không? Thế thì câu trả lời là thế này nè, thầy dạy là thầy dạy tư duy toán, comment cho thầy là tư duy toán chứ mình không phải lo là mình đâu có phải là học IELTS đâu, mình đâu học TOEFL đâu, mình lo học tư duy toán thì mình sẽ đoán
Mình sẽ nhìn các từ khóa mình đoán thì các con được vào trong lớp đó thì thầy sẽ dạy nó kỹ hơn. Ví dụ như bài này người ta bảo là ta hiểu này, người ta theo cái này nhá, từ trái sang phải người ta hỏi how many, mình nhớ là có bài circle có bao nhiêu cái hình tròn từ 1 đến 103 này, thế thì mình sẽ hiểu là à đấy từ 1 đến 103 thì nó có bao nhiêu cái hình tròn đó, thế thì nó phải tuân theo một cái quy luật. Đây thầy ví dụ này, ta đếm này, tròn 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 tam giác vuông tròn, ví dụ đấy, xong tròn 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 tam giác vuông tròn đấy. Xong lại tiếp tục như vậy, ví dụ nhiều ạ. Thế thì từ đây ta thấy là ta thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là mỗi một cái nhóm này có 6. Thế ta chỉ cần kiểm tra xem là mỗi một nhóm này có 6 và trong cái nhóm 6 này thì có 4 hình tròn. Hiểu ạ? Hiểu gần đầu thầy nào. Thế bây giờ ta sẽ tính xem là từ 103 hình đầu tiên này này, nếu có bao nhiêu nhóm thì ta chỉ việc lấy là 103 chia 6. Thì 10 chia 6 bằng 1. 1 nhân 6 bằng 6, 10 chia 6 bằng 4, viết 4. 43, 43 chia 6 bằng 7. 7 x 6 bằng 42. À, 43 chia 42 bằng 1. Như vậy nó gồm có 17 nhóm. Comment cho thầy chữ 17 nào. À, và mỗi 17 là nhân với 4 này. Ta có 17 nhân 4. Mỗi một nhóm 17 có 4 hình tròn đúng không ạ? Xong cộng với cái hình dư này là ở một hình đầu tiên của nhóm 18 là cộng 1. 17 nhân 4, 7, 4, 2, 8, viết 8. Nhớ 2, 4, 1 là 4, thêm 2 là 6, viết 6, rồi cộng 1. Nào comment cho thầy đáp án của bài này. Comment ạ. Rồi các bạn thấy có dễ không ạ? Đấy tức là học học tư duy thôi chứ mình cũng chẳng cần phải biết những cái gì pattern tiền để sâu bê lâu là cái gì gì không cần phải dịch hết đâu. Mình chỉ nắm được từ khóa thôi, mình chỉ nắm được cái cách tư duy thôi. Quý vị hiểu không ạ? Đúng rồi. Đấy hay là đây. Như cái bài này. Thế vì người ta bảo là bây giờ theo cái quy luật này, người ta ví dụ như là nếu mà đây hình thứ nhất là có 1, hình thứ hai có 3, hình thứ tư thì có 6, người ta ở hình thứ 20 chỗ ảo. Nó hỏi nhóm thứ 20 nó mới kinh chứ. Đúng không ạ? Thế nhưng mà việc làm nào để làm được bài này? Thế thì thầy dạy các bạn cách tư duy này. Các bạn nhìn đặc điểm ở hình số 1 nhá, hình thứ nhất này thì là nhóm 1 nhá thì nó bằng 1. Nhóm 2 thì nó bằng 1 cộng 2 bằng 3 đúng không ạ? À, thầy không viết dấu bằng này là chưa được đâu, thầy viết ra hai chấm đâu. Đây. 1 nhá thì là 1. Nhóm 2 thì sẽ là 1 cộng 2 bằng 3 đúng không ạ? Bên nhóm 3 thì nó sẽ là 1 cộng 2 cộng 3 thì bằng 6. Tương tự như thế nhóm thứ 20 thì ta chỉ việc lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng vân 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 cộng 20. Hay không ạ? Thế làm này thì học sinh làm dễ dàng ạ. Bao nhiêu bạn thấy cái này nó rất là dễ hiểu ạ? Đúng rồi. Đấy, tức là mình học cái cách tư duy thôi. Cho nên là không phải quá lo lắng về tiếng Anh. Tất nhiên biết tiếng Anh là một lợi thế, nhưng nó không không biết cũng không sao đấy, nhưng cái này đâu cần biết tiếng Anh nào, đúng không ạ? Hiểu cái này gần đầu thầy. Cái này đâu cần biết tiếng Anh nào, đúng không ạ? Đấy, chẳng cần phải quá về quan tâm nhiều cái vấn đề tiếng Anh nha. Rồi. Nào tiếp theo. Thì đây này, cái cấu trúc giải ấy là nó vượt qua, nó chiến thắng bản thân. Có nghĩa là các bạn cứ chỉ cần được điểm này, giải quốc gia này, từ 80 điểm trở lên là giải vàng. Comment cho thầy 80. Đức tiền đây không cần trình bày như nào hết, ta chỉ viết mỗi kết quả thôi. Viết mỗi kết quả là xong, nên là không phải trình bày lời giải nhá. Nên không lo cái đấy, viết đúng kết quả là xong. Thế từ 60 trở lên là giải bạc, viết 60 thầy. Từ 40 được giải đồng, nhưng mà 40 cũng khó lắm đấy, tương đương với làm 10 bài đúng là cũng không đơn giản đâu. Giải khuyến khích là từ 20 nha. Và nó không khống thế, không chế cái số lượng giải vàng bạc đồng, cho nên là cứ chiến thắng bản thân. Đấy là một cái hay của cái toán này. Đúng không ạ? Hiểu gần đầu thầy. Thế lợi ích của học sinh khi tham gia kỳ thi.
thì nó có mấy lợi ích này. Thứ nhất là nó phát triển tư duy logic và sáng tạo. Thì kỳ thi nó giúp cho các bạn rèn luyện tư duy, phát triển khả năng tư duy logic cũng như là phân tích vấn đề, tìm ra các cái giải pháp sáng tạo. Cái này mẹ thầy nói rất là nhiều đầu giờ rồi. Thứ hai là tăng cường các kiến thức của toán học, tức các con sẽ được học và tiếp cận với nhiều các kiến thức toán học nâng cao so với chương trình của nhà trường. Gì nữa ạ? Nó sẽ giúp cho các bạn rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra các bài toán mà nó đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ kỹ lưỡng và đưa ra các phương pháp mà giải quyết hiệu quả. Tiếp nữa là nó giao lưu và học hỏi. Cái này nó hay lắm này. Cái này nó rất hay. Tức là các bạn sẽ có cơ hội được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các bạn đồng trang lứa ở những thị trường khác nhau, thậm chí là ở đây là nó từ các cái quốc gia khác nhau nếu các bạn đi thi quốc tế. Thế thì này, ở đây cho thầy hỏi là những mẹ nào ngày xưa, bố mẹ nào ngày xưa đã từng đi thi học sinh giỏi? Comment cho thầy chữ em. Ui trời, rồi, rất tuyệt vời. Chúc mừng các mẹ. Tức nó ấn tượng lắm, được đi thi là một cái nó rất là đáng nhớ. Bây giờ thì người ta không có tổ chức cái kỳ thi học sinh giỏi ở huyện đâu. Thế nhưng mà đây là một cái cơ hội để mà các bạn được giao lưu, học hỏi. Ngày xưa ấy, cả trường chỉ có một hai bạn thôi, một hai em đi thi thôi, còn bây giờ thì mình có cơ hội. Thế nên việc thế giới nó mở như vậy mà, thì chúng ta rồi hòa nhập như vậy. Tiếp là khám phá và nuôi dưỡng đam mê, cái này cũng là quan trọng này. Từ cái kỳ thi ấy, nó giúp cho các bạn ấy khám phá được cái khả năng, cái niềm đam mê của bản thân cũng như là với toán học, và nó sẽ định hướng cho cái sự nghiệp học tập cũng như phát triển trong tương lai. Đó là cái lợi ích khi mà các con tham gia kỳ thi, và đặc biệt là rèn luyện cái tinh thần chiến binh. Các con học vào giờ nào cũng được và các con phải rèn luyện chúng ta mới có thể và thành công được. Bao nhiêu quý phụ huynh thấy cái điều này tuyệt vời, comment cho tuyệt vời. Được rồi. Thế thì triết lý dạy học của trung tâm ấy thì như này. Đầu tiên là nó biết từ biết, thích, tin, yêu. Thế thì chúng ta cũng không đòi hỏi đứa trẻ phải yêu việc học ngay đâu. Như quý vị thấy là những bạn mà học ở cái lớp này thì đều là sau đó các bạn rất là thích học. Bởi vì đầu tiên các bạn chưa biết đến toán ti mô, chưa biết đến toán tư duy, nhưng mà thầy dạy cho các bạn biết. Từ đó các bạn thấy là học cái này rất là thú vị thì các bạn thích. Và từ việc thích thì bạn ấy hiểu bài, các bạn thấy lên lớp bạn ấy có kết quả tốt hơn thì các bạn ấy tin vào cái việc là nếu như học thì mình sẽ tốt. Rồi từ đó thì mới yêu được. Yes, quý Vinh hiểu cái chỗ này, comment thì chữ hờ nào. Đây là cái triết lý gì học. Và học tập bằng đa giác quan. Đa giác quan là gì? Mắt thì nhìn, tai nghe, đầu thì tư duy và tay thì liên tục comment. Quý Vinh thấy không ạ? Những cái giờ học là nó vô cùng sôi nổi và các con nó chẳng có thời gian để mà nghĩ cái việc khác hay là nó buồn ngủ hay làm gì, bởi vì nó là học tập đa giác quan. Cái này nó gọi là học tập gia tốc. Thế thầy đi học cái chương trình này ở một cái chương trình đào tạo rất là đỉnh cao để về để vận dụng dạy cho các bạn. Và cái đó có những cái phần thông qua cái bí kíp về giải toán tư duy, nó làm cho các bạn ấy kích thích cái não bộ, tạo ra cái sự hứng thú trong việc học tập. Đây là một số cái thành tích của học sinh đây năm ngoái này. Rất nhiều các bạn học sinh đã được huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. Ở trong này cũng rất nhiều bạn lớp mình cũng đang ở trong này đấy. Đấy, nhiều không ạ? 107 bạn. Và trong khi năm ngoái chỉ có 120 bạn kia. Thì 107 bạn đạt giải. Trong đó là có một số bạn là vì lý do là không tham gia được, vắng vắng thi. Đấy. Gần như là các bạn ấy vào trong lớp này chỉ cần là học đúng theo cái giáo án của thầy, học đúng theo cái bài thầy dạy thì thầy tin là sẽ có kết quả. Tất nhiên là nếu mà bạn ấy vào bạn đăng ký nhá, vào học nhưng mà các bạn ấy chả làm bài, các bạn chả thực hành, thậm chí bạn cũng chả xem phim bài học thì thầy cũng chả có cách nào giúp được. Nào, và thầy lưu ý luôn này, cái lớp này không phải dành cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho ai thực sự mong muốn học để phát triển thì mới có thể tham gia được. Chứ bởi vì tham gia cho vui là thấy bạn hàng xóm bảo là học thầy hay lắm tham gia nên mình cũng tham gia thì thế không được. Phải là cam kết học thì mới thầy mới cho tham gia. Yes, mình đồng ý, comment thì chữ yes. Nhà kể cả các mẹ cũng phải hỏi các con, nếu con thực sự mong muốn học thì mẹ mới đăng ký. Chứ không phải là thấy bạn hàng xóm bạn bảo học thầy hay lắm, bạn học thầy kiểu gì có giải. Nếu thế thì nó sẽ không đạt kết quả đâu.
phải là mong muốn học để mình phát triển thì hẵng tham gia. Đây, bảng vàng thành tích này, quý vị nhìn thấy không? Đấy, năm ngoái thì thi toán timo, toán sát mô, toán hát kimo cũng nhiều ấy, quý vị nhìn thấy không? Bảng vàng nó quá nhiều luôn này. Đây, đây là chỉ là từ cấp quốc gia, quốc tế nha, còn cấp huyện, cấp thành phố cũng nhiều, nó thành không thể cho hết lên bảng vàng trung tâm được. Bao nhiêu bạn muốn được mình có mặt trên bảng vàng của trung tâm ạ? Thì comment cho thầy chứ con muốn ạ. Đó, thì các bạn sẽ có cái cơ hội được ở trên cái bảng vàng này nha. Cái cách học sinh có giải Timo nào, quý Vinh có muốn thầy giúp cho cái này không ạ? Cái này chắc là nhiều mẹ muốn đúng không ạ? Nào, thì thế này, chúng ta phải có một cái tư duy này, tư duy này là quan trọng này. Cái tư duy của thầy ấy là giúp cho các con, giúp cho các con và các con học để các con học tốt. Thì cách số 1 là bố mẹ trực tiếp dạy cho các con, thầy tặng tài liệu. Bao nhiêu quý phụ huynh muốn được thầy tặng cái bộ tài liệu này, comment cho thầy chứ con muốn à. Cái tài liệu đây, thầy sẽ tặng cho cái bộ tài liệu nó full đáp án. Ở đây ở trong lớp lớp chuyên sâu của thầy ấy, thì các bạn đã được nhận rồi. Nhưng các bạn mà không ở trong lớp chuyên sâu ấy thì các bạn có thể là sẽ chưa được nhận. Đây. Đây nha. Ví dụ như là khối 3 thì minh họa khối 3 cho dễ. Cái bộ tài liệu này đề thi này. Đó, đề thi vòng quốc gia. Và phía sau này nó có lời giải chi tiết, đáp án lời giải chi tiết. Ví dụ như mẹ không hiểu mẹ có thể dở cái này ra. Tất nhiên là cái lời giải này á, nó không phải là cái lời giải nào nó cũng nhanh đâu. Họ chỉ giải theo cách thông thường thôi. Nên là còn cái việc mà có những cái phần mà thầy dạy thầy không có làm theo cách này, thầy làm cho các bạn cái cách nào mà nó dễ dàng nhất, nó trực quan nhất. Đấy. Thế thì có cái bộ công cụ này thì các mẹ có thể dạy cho các con được, giúp con tự học được. Yes. Quý vị thấy tuyệt vời không ạ? Đó. Thế thì như này, thầy sẽ tặng cho quý phụ huynh ở đây nha, cái bộ này. Đấy, chỉ những người mà ở trong lớp này. Thứ hai là các bạn sẽ cách hai là tham gia lớp học chuyên sâu vòng chung kết. Và quý phụ huynh hãy nhớ một thầy này, đó là gì? Dù các bạn học tham gia cùng với thầy hay tự học thì thầy đều yêu quý các bạn, comment cho thầy từ yêu quý nào, chứ không phải là vì các bạn phải học thì thầy mới yêu quý được, không phải, thầy không bao giờ như vậy, mà thầy là gì, giúp các bạn. Các bạn có điều kiện, có nhiều nhiều bạn thì có điều kiện học rất tốt rồi, còn không có thì các bạn tự học cũng tốt mà, mình làm thế nào để giúp các con, để các con xuất sắc hơn, các con tuyệt vời hơn, như vậy thì nó cũng giúp cho các bạn đó thành công. Và đó, thành công của bạn là thành công của thầy đó, đúng không ạ? Nào, bây giờ thầy sẽ chỉ dành cho các bạn đúng 5 phút thôi để tải tài liệu về nhá, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng comment để chữ sẵn sàng nào. Thầy sẽ gửi vào nhóm trước, gửi cái nhóm lên trên trên này. Quý phụ huynh nào mà chưa ở trong nhóm thì vào trong nhóm. Thầy sẽ cho thời gian là 5 phút nha, chỉ cho đúng 5 phút tải. Sau 5 phút này thầy sẽ thu hồi nhá. Cho nên là chỉ hôm nay chỉ những ai mà vào trong nhóm học hướng nghe hướng dẫn thì mới thôi, không cần comment nữa, bấm vào cái nhóm đi ạ. Đấy, các bạn bấm vào đây, bạn nào chưa ở trong nhóm thì bấm vào. Đây, thầy sẽ tặng nha.
Thầy tặng các bạn này. Thầy tặng các bạn bộ tài liệu Timo full đáp án và lời giải nha. Hãy tải về trong 5 phút. Đấy, sau đó thì quý phương hiểu đấy, nó sẽ không còn ở đó đâu ạ. Để thầy tạm thời thầy Đấy, thầy gửi full cả bộ cả 6 lớp luôn. Đã, quý Vinh tải về đi ạ. Tải luôn về nhá. Lát nữa là nó sẽ bị thu hồi à. Đấy, nó đã có lên các cái khối rồi đấy. Thế thì tại sao thầy lại phải thu hồi? Bởi vì này này. Lý do là thầy đã thông báo rồi. Những ai chỉ có những người xứng đáng. Đấy. Họ có mặt trong buổi hôm nay thì là xứng đáng được nhận. Bởi vì họ phải dành thời gian cho cái buổi này thì xứng đáng được nhận nha. Tí nữa yêu cầu bên ban tổ chức sẽ thu hồi cái đề này nha. Thầy sẽ cho 5 phút. Cho 5 phút để các mẹ tải về. Đó. Bắt đầu 5 phút bắt đầu. Ok nào, quý Vinh đã tải xong thì comment cho thầy chữ xong hoặc chữ xỉ. Rồi nha. Nào chúng ta tiếp tục. Đây là cái chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi toán Timo vòng chung kết này, thì nó có thứ nhất là bồi dưỡng theo chuyên đề, tức là các bạn sẽ được học bồi dưỡng theo chuyên đề. Cái việc mà theo chuyên đề này giúp cho các con tư duy nó dễ dàng hơn, đại học khoa học hơn và nó cũng dễ dễ hiểu hơn.
Rồi tiếp. Thứ hai là thời gian học là 10 buổi 5 tuần nha, 10 buổi 5 tuần. Thứ ba là được thực hành luyện tập hàng tuần, thầy sẽ có bài tập ở mỗi sau buổi học cho các bạn thực hành luyện tập thì nó sẽ dễ dàng hơn và được rèn luyện, chỉ có rèn luyện thôi. Tiếp là được xem lại video bài giảng không giới hạn, sẽ có video cho các bạn được xem lại và được tương tác hỏi đáp trực tiếp cùng thầy cô. Và số 6 là rèn luyện cái tinh thần chí mình. Rồi, một số băn khoăn từng gặp đó là gì? Thứ nhất là tiếng Anh khó thì sao? Thì đây là chúng ta học tư duy toán và hiểu yêu cầu của bài là làm được. Hiểu phần này các mẹ hiểu phần này gần đầu thầy. Tiếp nữa là con chưa có kinh nghiệm học thì có học được không? Thì cái này kinh nghiệm nó có được là do trải nghiệm. Và nhiều học sinh đã đạt giải ngay từ cái lần đầu tham gia. Và con bận việc đột xuất thì làm thế nào? Thì đột xuất sẽ có video xem lại để củng cố kiến thức nha. Và có một số mẹ thì là vì lịch 2 buổi một tuần thì các bạn chỉ được học được một buổi, thì một buổi có học được không? Vẫn học được, một buổi còn lại ta sẽ xem video và làm bài tập bổ sung. Yes. Quý Vinh rõ phần này, comment này chữ rõ hoặc chữ R. Số 5 là một số mẹ hỏi là à, con không vượt qua được vòng loại thì sao? Tức là cái vòng loại nó chưa vượt qua. Thì thầy nói luôn là những bạn mà chẳng may là nó không qua được vòng loại, trung tâm sẽ hoàn đủ cái học phí mà các con đã nộp. Được chưa ạ? Đó nha, nên là các bạn đăng ký sớm để được học sớm. Đây, quà tặng là các bạn sẽ được tặng 2 buổi thi thử 300.000 đồng. Nhiều bạn là không thi, không được làm quen với việc thi, cho nên là lúc vào làm bài học thì rất tốt, nhưng mà cái tâm lý thì lại không hiệu quả. Và bộ xem lại video 800.000 đồng. Với những bà mẹ mà không được có điều kiện học trực tiếp thì hồi ba thôi được rồi, những cái phần mà gửi mà chưa được thì ta sẽ để sau nhá. Thì các bạn sẽ đăng ký cái khóa video, comment thì khóa video là 800.000 đồng. Thì các bạn được xem video. Đấy, nhưng các bạn sẽ không học được trực tiếp ấy, không có điều kiện học trực tiếp thì comment cho thầy khóa video 800.000 nha. Thế thì học phí như sau ạ? À, thầy cho lịch học này. Đây lịch học. Lịch học lớp chuyên sâu này. Thì thứ nhất lớp 1 là học vào thứ 3 và thứ 5. Khai giảng ngày 31 tháng 10 là thứ 5. Lớp 2 thì là học vào thứ 7 và chủ nhật nha. 18 giờ 19 giờ thứ 7 và 10 giờ 11 giờ chủ nhật. Khai giảng thì là vào mùng 2 tháng 11 và thứ 7. Và lớp 3 thì sẽ học vào 21 giờ đến 21 giờ 22 đến 21 giờ 20 đến 22 giờ 20 thứ tư và thứ sáu. Và khai giảng thì ta sẽ có là vào ngày mùng 1 tháng 11 thứ sáu. Đó là khối 1, 2, 3. Tiếp theo là khối 4, khối 5, khối 6, 7 thì ta có là lịch học khối 4 thì vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần, khai giảng là 21 giờ 20. Sửa lại chỗ này. Khai giảng đây là 20 giờ ngày 30 tháng 10 nha. Thế còn lớp 5 thì các bạn sẽ học từ 21 giờ 20 đến 22 giờ 20 thứ ba và 15 giờ đến 16 giờ thứ bảy.
Còn lớp 6 7 là 21 giờ 20 đến 22 giờ 20 thứ hai và thứ năm hàng tuần, khai giảng vào ngày 31 tháng 10 tức là ngày thứ năm. Các mẹ rõ cái lịch học comment cho thầy chữ rõ. Lớp 5 thầy chỉ có lịch đó thôi. Nào, tiếp theo. Về cái học phí ấy, thì đây là quà tặng nha. Hai buổi thi thử 300.000 đồng. Học phí là 150.000 một buổi nhân 10 buổi bằng 1 triệu 500.000 đồng. Cái này thì các bạn học từ từ kỳ trước các bạn biết rồi. Phí dự thi thì 450.000 đồng cái nộp thu hộ ban tổ chức. Quý Vinh có thể nhờ trung tâm cũng được hoặc là tự nộp cũng được. Và tổng cộng toàn bộ cái học phí này là 2 triệu 250.000 đồng cho cả lệ phí thi, cho lệ phí học cũng như là hai buổi thi thử. Và tất cả các bạn mà đăng ký trong cái buổi hôm nay thì ưu đãi đặc biệt nó sẽ là 1 triệu 850.000 đồng cho một học sinh. Trong đó nhé, bao gồm là 450.000 đồng là cái lệ phí thi. Nếu mà quý phụ huynh không nộp lệ phí thi thì chỉ nộp là 1 triệu 400 1 triệu 400.000 đồng nha. Comment cho thầy cái học phí mà đăng ký trong buổi tối nay là chỉ học phí không là 1 triệu 400.000 đồng ạ. Nào, quý comment giúp thầy ạ. Đúng rồi. Nào, cho thầy hỏi là những ai mà đăng ký cả học và thi thì quý Vinh viết cho thầy là em ở DK học cộng thi. DK học cộng thi. Còn Quý Vinh đăng ký thi với nhà trường với cô giáo chủ nhiệm thì chỉ comment là đăng ký học DK học. Được rồi ạ. Thế thì đây là cái mã chuyển khoản và bên này là mã đăng ký. Sau khi chuyển khoản xong thì Quý Vinh sẽ điền vào form đăng ký nha. Đây thầy sẽ gửi cái form đăng ký lên trên nhóm cũng như là lên trên ô chat cho các bạn. Các vị nhớ là khi mình đăng ký thì comment giúp cho thầy ghi rõ số họ tên lớp với cả số điện thoại nha. Bởi vì nếu không là thầy trung tâm không thể xác nhận được. Form đăng ký này. Các bạn ở trong lớp vòng loại lớp chung kết thì đọc ở trong trong nhóm lớp của mình. Thầy đã gửi cho lúc chiều ấy. Nha, thầy nhắc lại là các bạn mà đang học lớp vòng loại ấy thì thầy đã viết ở trong trong nhóm của mình. Được chưa ạ? Quy rõ phần này gần đầu thầy ạ. À? Được rồi ạ. Thế còn đấy. Thầy gửi cái form đăng ký. Sau khi chuyển khoản xong thì cô Vinh điền thông tin vào form đăng ký này.
Đúng rồi nha. Với các bạn mà đăng ký cả học và thi thì là 1.850.000 đồng. Thế còn các bạn mà ở trong lớp và vòng loại thì thầy đã gửi thông tin trong nhóm nha. Các phụ huynh đăng ký nhớ ghi rõ tên cho thầy nha. À, quý huynh đăng ký thì chuyển khoản chụp ảnh gửi lên trên nhóm, thầy mở cái nhóm các mẹ điền thông tin vào để mình giữ chỗ để nhận được ưu đãi này nhá. Hãy điền thông tin vào, điền thông tin vào form. Lệ phí này là lệ phí thi vòng chung kết đấy.
nha, về vì vòng vòng chung kết. Các mẹ làm xong nhớ là điền thông tin vào form giúp thầy nha. Các bạn đăng ký xong thì chuyển khoản chụp ảnh gửi lên nhóm Timo cho thầy nhé. Các bạn điền thông tin vào form đi ạ. Được rồi. Form đây, thầy gửi trên nhóm. Được rồi. Rồi thầy sẽ bật bật mic lên để các mẹ có câu hỏi gì nhá. Có chỗ nào cần hỏi thì thầy sẽ giải đáp cho quý phụ huynh ạ. Rồi ạ, xin mời quý phụ huynh, chỗ nào mà chưa rõ thì có thể bật mic lên đặt câu hỏi ạ. À, Thầy những ơi, cho mẹ em đã hỏi đăng ký nha. được rồi thì có thể rời nhóm nha. Dạ. Thầy cho em hỏi, như em là chuyển số khác đúng không thầy? Thầy có nghe À, được rồi, không? chuyển số khác được, không sao cả, cái Được số đấy rồi, nó cho em còn. rời nhóm ạ. À. Thầy Rồi, nó có được rồi ạ. ơi, cho em hỏi với. Nhà Vâng. em hôm nay bạn em đăng ký, em nhầm chuyển, tại vì bạn lớp 5 không cùng lịch học nên em đăng ký học qua video, nhưng mà em quên chưa chuyển thêm 450.000 để nhờ thầy đăng ký, thì em chuyển khoản một lần khác nữa có được không ạ? Một lần khác biết rõ họ tên và số điện thoại Dạ nha. vâng ạ, em cảm ơn. Vậy Vậy limited.
Em thưa thầy, thầy có thể nói lại về khóa học qua video được không ạ? Khóa video là 800.000. Khóa Thế sẽ được xem video. à, có nghĩa Thế là nó thầy hỏi. sẽ dạy video đấy rồi Đây, rồi thầy xem qua ạ. quay lại tùy vào thời gian của mình sắp xếp đúng không ạ? Đúng rồi, xem video sẽ gửi sau và các bạn sẽ được xem lại cái video đó và vẫn được Dạ làm bài tập. vâng, em cảm ơn ạ. Các bạn đóng sau hoặc nộp một phần để giữ chỗ thì vẫn được giữ cái ưu đãi. Còn nếu không, hôm sau thì sẽ trở về cái mức phí ban đầu. Các bạn đăng ký vào trong form nhé. Thầy ơi, cho em hỏi tí ạ. Vâng. Thế em bé thì em đợt Cô trước mà đăng kèm trên ký này. cái khóa vòng loại rồi, nhưng mà đợt này là Giờ khắp hai cái anh chỗ em học này. cùng máy nên không học được Ê, 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 chỗ trực tiếp đấy. học video, thì các cái bài tập thầy có gửi Trường các cái làm. sau không, mỗi lần học thì cô có cái phiếu bài tập để gửi không ạ? À, chờ chờ thầy chút. Mẹ mẹ hỏi lại đi ạ. Nhờ nhờ mẹ Em hỏi muốn lại đi. hỏi là nếu mà đăng ký học qua video thì có các phiếu bài tập thầy gửi vào nhóm để các con học giống như trực tiếp không ạ? Có phiếu bài tập nha. Dạ. Và video thì nó phải gửi sau nhé, Tất không gửi cả hôm toàn nay ra đâu. dần rồi. Vâng Ừ, ạ, vì chậm là nhất là vào ngày dạ. hôm sau, trong ngày hôm sau sẽ có. Còn thường thì nếu mà Dạ. nó kịp thì thầy cô sẽ gửi trong cái Thầy buổi. ơi, có chưa thầy? Rồi bạn nào đã đăng ký xong rồi thì thoát nhá. Vâng, em chào thầy. Rồi sát mô thì sau nhá, sát mô thì ra tháng 2 thì chưa có thông tin. Bây giờ chưa có thông tin của sát mô. Không có thành tích timo thì viết là không nói nha. Không có thành tích timo thì viết là không là được. Ok. Được rồi ạ. À. Các bạn mà đã đăng ký xong rồi thì có thể rời phòng nhá. Có một số mẹ đang đăng ký dở thì cái mẹ hoàn thành ạ. Thầy cho cái mẹ thời gian là 5 phút nữa để hoàn thành phần đăng ký ạ. Được rồi ạ, cái mẹ xong rồi cái mẹ có thể rời nhóm ạ. À rời rời phòng Zoom được ạ. Được rồi ạ. Được rồi nha. Tạm biệt. Cho thầy hỏi có mẹ nào có câu hỏi gì không? Có mẹ nào có câu hỏi gì thêm không ạ? Ok, được rồi. Thì đây một lần nữa thầy gửi lời cảm ơn các mẹ đã tham dự chương trình và chúc cho các con có một cái kỳ thi thật là tuyệt vời. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Các mẹ bật mic lên ạ. Chúng ta tạm biệt. Rồi, bye bye nha. Dạ, tạm biệt Rồi, thầy, cảm ơn thầy rất tạm biệt. nhiều. Bye Chào thầy. bye. Chào thầy.